Thưa quý khán giả, lịch sử điền kinh Việt Nam mãi mãi không thể quên được kỳ tích mà cô gái bé nhỏ Nguyễn Thị Oanh tạo được chỉ trong vài chục phút ở buổi chiều thi đấu môn điền kinh SEA Games 32. Không có mỹ từ nào có thể khắc họa được sự xuất sắc, sự kiên cường của nữ vận động viên. Chiều qua, cô thi đấu nội dung 1.500m nữ và không có đối thủ xứng tầm. Oanh chạy đích đầu tiên bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Nhìn cô chạy đầu cuộc đua, để lại đằng sau những đối thủ cao to mà ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng bảy chiều chưa phải là tất cả để báo chí cả thế giới ngã mũ gọi cô là siêu nhân, là người ngoài hành tinh. Tối qua, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh giành cú đúp huy chương vàng ở nội dung 1.500m và 3.000m, vượt chướng ngại vật. Thành tích của cô gái quê Bắc Giang được xem là kỳ tích. Không phải ở thông số thời gian về đích mỗi nội dung mà nằm ở quãng nghỉ giữa hai nội dung thi đấu. Lịch sử điền kinh thế giới chưa ghi nhận trường hợp nào lập được kỳ tích như Nguyễn Thị Oanh. Theo quy định xếp lịch thi đấu của chiều giải điền kinh thế giới châu lục, các vòng thi cự ly ngắn diễn ra cách nhau ít nhất 45 phút. Các cự ly dài phải qua ngày thi đấu hôm sau, cách nhau ít nhất 12 giờ. Trong khi đó, tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh lập cú đúp huy chương vàng chỉ trong khoảng thời gian kỷ rất ngắn và lịch thi đấu thay đổi chóng mặt. Đến đêm 8 tháng 5, ban tổ chức bất ngờ thông báo thay đổi nội dung 1.500m nữ thay vì đấu ngày 11 tháng 5 sẽ được đẩy lên thi đấu vào 17 giờ 30 phút chiều qua. Điều này đồng nghĩa hai nội dung thi mà Oanh tham dự chỉ cách nhau đúng 20 phút. Đây rõ ràng là một bất lợi bởi thử thách về mặt thể chất và việc thi liền hai nội dung ở cự ly trung bình trong thời gian ngắn có thể dẫn đến chấn thương. Thế nhưng vượt qua hết tất cả, cô gái với thân hình nhỏ nhắn khoác trên mình cờ đỏ sao vàng khiến cả thế giới phải thán phục ngợi khen. Một điều cần nhấn mạnh nữa, những tấm huy chương vàng mà Nguyễn Thị Oanh mang về cho đoàn thể thao Việt Nam được xem là kỳ tích khi thuộc ba nội dung và cự ly rất khác nhau, 1.500m, 5.000m và 3.000m, vượt chướng ngại vật. Mới nhất, hãng tin AFP được coi là hãng thông tấn lâu đời nhất trên thế giới và là hãng thông tấn lớn nhất nước Pháp bày tỏ sự kinh ngạc về kỳ tích cú đúp huy chương vàng của Nguyễn Thị Oanh. Bài viết nhấn mạnh đây là những phần thi oai hùng cho thấy sự thống trị của cô ở khu vực Đông Nam Á. Vinh danh cô gái Việt Nam kiên cường, cảm ơn Nguyễn Thị Oanh mà chiến tích cô đem lại cho Tổ quốc một cách đầy tự hào. SEA Games 32 không chỉ là một sân chơi mà nó còn mang đến rất nhiều cảm xúc. Đường chạy 5.000m khắc nghiệt khi nhà vô địch Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam về đích thì chân chạy Busam Dang của Campuchia còn phải chinh phục 4 vòng sân nữa mới hoàn thành cự ly. Và cô gái ấy vẫn kiên trì chinh phục từng mét đường trong sự cổ vũ của cả sân thi đấu. Clip và lòng quá cảm, quyết không bỏ cuộc của cô đang gây sốt trên mạng xã hội. Chiều 8 tháng 5, Phnom Penh hứng cơn mưa nặng hạt kéo dài sau một ngày nắng khủng khiếp. Và còn chứng kiến cả cơn mưa vỗ tay của người hâm mộ có mặt trên sân Borodok. Sau khi hoàn thành những bước chạy cuối cùng, nữ vận động viên dường cao tay chào và cảm ơn khán giả với hai hàng nước mắt. Rồi tiếp theo là những cái nức nở hạnh phúc. Mọi người gọi đó là chiếc huy chương vàng đốn tim hàng triệu người hâm mộ, trong đó có Việt Nam.